Hai bi vô coi tôi ông. Vô coi. Yeah, okay. Rồi ông bay tè le hột me rồi kìa. Yeah. Ôi soi vô coi hả? Vô bi. Vô đi mẹ soi cho. Vô. Đưa cái mặt của nó chích cho một phát nè. Oh my god nè, thấy không Biêu? Trời ơi, bố thấy chưa? Biêu thấy chưa Biêu? Thấy cả ông. Oh cha, quá trời luôn, chỗ nó làm trong cái tổ này luôn. Trời ơi. Chưa. Biêu thấy chưa? Biêu thật này, ta đây, ta đây. Oh, nó làm trong cái tổ thờ của mẹ Quang Anh. Ông thấy không? Thấy chưa? Trong đó. Thấy chưa? Ông. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ông nó bay bay tùm lum nè. Coi lại cho bố coi lại. Ôi bố. Đi ra đi coi con núi nè, đi đi. Ôi tổ nó làm. Con núi. Con núi. Con núi. Con núi. Nè, Biêu mang giấy đâu con? Tâm dưới đâu rồi? Tâm dưới đâu rồi? Dưới đâu rồi hả? Đi, đi xuống dưới con. Cái bông mới à? Bông khác à? Bông phụ đây. Này, ly này tắt hình sao? Đâu? Ồ, bịch con quá trời luôn. Biêu, xin con về Mỹ nuôi. Ui cha, con gì đẹp, dễ thương quá vậy? Con nhúi. Ôi dễ thương ấy, chuột thì không chuột nhưng mà nó dễ thương, nó mặn tưng tưng tưng. À trời, con nhúi này nó lủi 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 xuống đất đó con, sao không nó chui lên á. Ôi 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 Biêu, xin con vịt về nuôi Biêu. Anh ăn thịt con nè. Ủa bên kia ăn chán còn có vịt ở bên kia nữa kìa. Con heo, con heo nè. Ơ biết đó, con heo luôn. Trời ơi, lần đầu tiên thấy con hả? Heo. Ôi, nồi nồi cắm heo nè Biêu. Ủa kìa cha. Em bé bú vú hả? Đâu? Sao biết em bé bú vú? À cái vú hả? Cái vú con heo đó hả? Em chậm nhớ kìa. Ui, nồi cắm heo luôn. Rồi nó thấy rồi, nó nói. Em bé bú vú. Bố nè. À đúng rồi, con kia con bố, con này con mẹ. Rồi. Ừ. Để ngoài rửa chân cho con kìa. Ngoài xịt nước cho Biêu miếng.